nhà cự phú đã lừng miền tỉnh Bắc. Ngẫm cho kỹ thì miệt mài chồng tách nát, chi cho bằng thích chí nhân sinh. Ngày tháng lênh đênh một chiếc thuyền mảnh, trải hồ Việt lấy răng hoa làm lãi. Bữa hè con. Dạ. Con ra đi hầu bác đi con. Bữa hè con. Dạ. Đường kẻ chợ thôn sao, bóng từ bi vắng vẻ. Bác Phú Thực, bác tới cửa thiền môn không phải để nghe kinh đọc kệ. Ồ, ra làm gì bác? Làm gì? Mà là để đón một nàng thục nữ má hồng, miệng cười như đóa phù dung, mắt xanh đắm khách tang bồng vãng lai. Ê, con biết rồi. Yeah. Biết sao? Thầy bác ơi, có phải bác nhớ cái cô nàng tên gọi là Suy Veo? Suy Vân, Suy Vân. Suy Vân tí quên. Nét na thủy mị mà tay chân nó ấm mà bác nhỉ? Ừ, có phải là thanh tơ nhỏ chỉ không hả con? Không. Mày cười gì? Ê bác ơi, con xem trong thiên hạ này thiếu gì khách trăng dầm hoa nở, mà bác lại đành những cái cảnh hoa thải ngang ôi thế hả bác? Cũ người mới ta, con cứ mặc bác. Thế là bác cũng cứ mặc con. Thế là cô ta con bảo chứ không có rồi đấy. Này hả? Mày là mày hay bép xếp cấm không được đến gần nghe không? Bác không cho gần. Không cho mày đến gần. Được rồi, bác mà không cho con đứng gần thì con đứng xa con kêu. À thôi, bác cho con quan tiền con đi chơi chợ. Bác mến cảnh cũ thì bác đến chơi chùa, chứ sự răng hoa thì bác cũng ngán lắm rồi nhé. Thôi con đi.